Theo The Philippines Daily Inquirer, vào ngày 4 tháng 1, cảnh sát Makati tiến hành lập hồ sơ điều tra 11 người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của Christine Angelisa da Serra. Những người này bị nghi ngờ hãm hiếp nạn nhân tới chết. Liên quan đến vụ việc Christine Angelica da Serra, Á hậu Philippines tử vong với nhiều vết bầm tím và tụ máu trên cơ thể, mới đây giới chức trách sở tại đã công bố một số hình ảnh khám nghiệm tử thi ở thời điểm phát hiện xác da Serra trong bồn tắm khách sạn hạng sang, nơi xảy ra sự việc. Theo đó, những vết thương và bầm tím xuất hiện ở phần đùi, đầu gối, bàn tay. Cảnh sát cho hay, nhiều khả năng Christine Angelica da Serra đã bị hiếp dâm tập thể đến chết. Cảnh sát trưởng chia sẻ với phóng viên rằng họ chưa nhận được kết quả khám nghiệm tử thi cũng như kiểm tra chất độc. Ông cho rằng cáo buộc hiếp dâm tập thể là có cơ sở bởi trên người nạn nhân Christine Angelica da Serra có vết rách và dấu vết tinh trùng ở cơ quan sinh dục. Camera khách sạn đã ghi lại những hình ảnh của Christine Angelica da Serra tại thời điểm cô và những người bạn của mình tổ chức bữa tiệc xuyên đêm đón năm mới 2021. Cũng đồng nghĩa, đây là những hình ảnh cuối cùng của cô gái xinh đẹp trước khi phát hiện tử vong trong bồn tắm với nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị hiếp dâm tập thể. Cụ thể, ở bức ảnh đầu tiên có dấu thời gian là 11h38 phút tối, tức gần thời điểm chuyển giao năm mới 2021. Lúc này, Christine Angelica da Serra đang cầm giày cao gót và một ly rượu sau đó đi vào phòng. Thời điểm này có hai người đàn ông xuất hiện. Hình ảnh tiếp theo được ghi nhận lúc 3h22 phút sáng, ngày đầu của năm mới. Christine Angelica da Serra lại được phát hiện tại hành lang khách sạn. Lúc này cô gái đang nói chuyện với một người đàn ông, trong khi có ba người đàn ông khác đang ở phía sau họ và hai người đàn ông khác đi về phía trước. Đáng chú ý, một trong số những người này thoải mái ăn mặc khiếm nhã và được cho là chỉ mặc đúng chiếc quần lót trên người. Theo những hình ảnh camera ghi lại, thời điểm Christine Angelica da Serra tử vong được xác định là sau 3 giờ 22 phút sáng, mùng 1 tháng 1 năm 2021. Những hình ảnh này được xem là tư liệu quý báu và đang được nhà chức trách sử dụng để điều tra sự thật về cái chết của nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Hiện 3 trong số 11 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ tạm thời để điều tra, gồm John Pascua de la Sanaba, 27 tuổi, Romel Daluro Gadillo, 29 tuổi và John Paul Reyes Halili, 25 tuổi. Cảnh sát vẫn chưa tìm được 8 nghi phạm còn lại. Bà Sharon da Serra, mẹ của nạn nhân cho biết bà đồng ý để con gái đi dự tiệc vì tin tưởng các đồng nghiệp của cô. Tôi không có bất kỳ linh cảm nào rằng con gái mình sẽ gặp chuyện bởi nó ở cùng các đồng nghiệp khác. Tại sao họ lại làm như vậy với con gái tôi? Tôi muốn đòi công bằng. Họ đã hãm hiếp con bé. Tôi không muốn có thêm nạn nhân tương tự. Cảnh sát trưởng Deposita cho biết, chỉ có 3 trong số đó là bạn của da Serra. Những người còn lại xa lạ với cô ấy. Họ quen biết qua bạn chung. Vụ án có thể xem là đã được giải quyết bởi toàn bộ các nghi phạm đều được xác định cùng các bằng chứng đội pháp y tìm ra. Trích lời Indrabandi Usana, người phát ngôn của PNP. Đơn vị pháp y Usana nhắc đến là SOCO, đội khám nghiệm hiện trường tại Philippines. Vụ việc thương tâm đang gây rúng động dư luận. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào tội ác của thủ phạm, nhiều người lại chĩa mũi dùi về phía người đã khuất. Hành vi trên được coi là victim blaming, đổ lỗi nạn nhân, vấn nạn không hề mới trong xã hội. Theo đó, nhiều người tin rằng nạn nhân phải chịu một phần trách nhiệm khi bị quấy rối tình dục, thậm chí là hiếp dâm. Chính chúng ta đã tạo ra và dung túng nền văn hóa victim blaming. Beverly Angel, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình ở Los Osos, bang California, Mỹ từng nói. Bất chấp làn sóng Me Too, việc đổ lỗi cho nạn nhân vẫn là vấn đề nan giải. Bên cạnh việc lên án thủ phạm, dư luận cũng đổ lỗi cho bị hại, mổ xẻ sự việc để tạo nên những phiên bản chủ quan. Với trường hợp Christine Angelica da Serra, cộng đồng xôn xao bàn tán về chi tiết tiệc tùng tại khách sạn, 11 nghi phạm là đàn ông thay vì bản chất vụ việc. Dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, dân mạng đã nhanh tay để lại hàng loạt bình luận khiếm nhã về ngoại hình, trang phục cũng như đời sống tình cảm của cô gái xấu số. Thực tế, đây là những biểu hiện victim blaming phổ biến trong các vụ quấy rối, xâm hại và tấn công tình dục. Giáo sư tâm lý học Sherry Hamby, nhà sáng lập tạp chí Psychology of Violence, nhận định hành vi này bắt nguồn từ tâm lý không có lửa thì sao có khói.